Mình là Kira và đây là video tóm tắt 100 ngày Minecraft 1.19 sinh tồn siêu khó. Ở trong màn cập nhật của Minecraft 1.19 đã mọc thêm một thành phố mới ở dưới lòng đất, và thành phố này nhìn rất là bí ẩn. Nơi đây có rất nhiều những cái block nhìn kiểu như bị rong rêu bám vào, nhìn vào có cảm giác như đã tồn tại hàng nghìn năm vậy. Ở đây có rất nhiều những cái dương đồ kho báu cực kỳ giàu luôn. Và ngoài những cái sự bí ẩn này ra thì ở đây còn tồn tại một con quái vật rất là ghê gớm. Con quái vật này có cái tên tiếng Anh là Warden. Khi mà các bạn tạo ra tiếng động trong cái thành phố này thì sẽ có một block theo dõi những tiếng động mà bạn tạo ra, và tiếng động này sẽ được truyền vô một cái cục gì đấy, và cái cục này có khả năng triệu hồi được Warden từ lòng đất chui lên. Con quái vật này nghe đồn là bị mù, nhưng mà sức mạnh của nó thì khiến mọi người đều phải khiếp sợ. Tuy là bị mù nhưng mà chỉ với khả năng nghe thôi thì nó cũng dễ dàng tìm được vị trí của bạn để mà tấn công. Mình đã từng xem qua mốt Warden, nhưng mà con Warden trong mốt rất là yếu, còn riêng con Warden này thì không. Mình đã mặc nguyên bộ giáp Netherite phù phép bảo vệ 4, nhưng mà bị con này nó táng cho một phát thì cũng không thở nổi luôn. Nhưng với bản tính tò mò thì hôm nay mình cùng với bạn thân của mình là Core MC vẫn muốn khám phá khu thành phố này trong bản 1.19. Ui, trời ơi, chạy. Và ngoài ra thì con quái vật này còn sở hữu một vài kỹ năng đặc biệt nữa, như là sóng xung kích tấn công từ vị trí rất là xa nữa. Và hôm nay bọn mình sẽ quyết định sinh tồn 100 ngày trong thế giới 1.19 này. Và ngoài con Warden ra thì còn rất là nhiều thứ thú vị khác. Nếu các bạn thích video đừng quên bấm nút like, bấm nút đăng ký để ủng hộ mình. Còn bây giờ đi, chúc các bạn xem video vui vẻ. Ở ngày đầu tiên thì ông bạn của mình đúng kiểu chiến thần tạo map, các bạn đen đủi thực sự. Tạo một cái map vùng băng tuyết thì đấy, chả có cái gì sinh tồn cả, trông nhìn mà chán á. Xong còn định gài bẫy hại chết mình cơ. Trời ơi cái đồ tồi. Đây tôi đây nóng rồi. Cái gì không đợi người ta ba, chưa gì ở xuống dưới. Vậy đây có mấy con cá không? Đẹp lắm rồi. Đó. Dưới này nè, ông xuống ông thấy chưa? Ê, bạn về nha, ê, bạn như thế là không được nha. Ông đâu rồi? Hết oxy rồi ông ơi. Ông ơi. Sẽ làm lâu rồi ông ơi. Khốn nạn. Ta đi một mình. Thằng khốn. Ok. Ta đi một mình. Không đi qua kia. Ai biết được nữa, ông định giết tôi, ông nhốt tôi lại sao? Đừng cố ý ông ơi, tôi tưởng ông đứng có năm đợi tôi ở ngày ông bơi qua kia ông ơi. Ông im đi, đừng luôn. Tại tôi làm thế là do ông mới vô ông chặt gỗ rồi. Chặt gỗ thì sao? Chặt gỗ thì liên quan gì? Thì ông không để tôi. Trời ơi, tin được không? Người bạn tôi tin tưởng bây giờ định hại dìm chết tôi các bạn ơi. Trời ơi, cái đồ bạn bè thế này, trời ơi, chắc hủy bạn bè tôi chứ mà chơi bời gì nữa. Ông ơi, tôi có... Ông im đi. Ông làm tôi tổn thương quá, ông im đi. Im đi, cái đồ tồi. Ok, ông đang đâu đây? Ông đừng gọi tôi nữa. Cười cực cực. Giờ tôi với mà, ông làm vui mà. Tôi với ông không còn liên quan gì đến nhau nữa. Ông im đi. Ok, vui mà ông ơi. Không vui. Ông biết. Ông nỡ đối xử với tôi như vậy á. Không ngờ okay. Nữa. Chứ gì nâng cấp rồi. Ông nỡ đối xử với tôi như vậy á. Nhảy mà được. Để tôi đợi để kiếm đồ xong tôi về tôi giết ông. Thường ông, tôi có làm như thế không ơi? Dạ, giết người. Thương, nhốt bạn dưới băng suýt nó chết đuối, thương. Thì tôi thấy ông dạo này ở ngoài kia nắng nóng quá nhiều á, nên tôi cho ông lạnh một chút á mà. Thành ra mình trời vùng băng luôn ấy, nóng đâu mà nóng. Tạo map thì đã ngu rồi, cho người ta spawn ở khu tuyết rồi. Xong rồi giết người ta đấy. Cái thằng này tạo map thì trời. Cái thằng Kuro á. Và sau đấy thì mình dỗi nó, mình quyết định mình bỏ ra một vùng khác, mình sống một mình luôn. Cho sống một mình cho nó biết thế nào lễ độ luôn các bạn, cho nó sinh tồn một mình luôn. Mà đúng là kiểu chiến thần tạo map nó khác. Cái map băng nó không có một cái gì luôn các bạn. Mình chạy vòng vòng mà trong cái bất lực luôn á. Rồi cái vùng băng này thì kiếm đâu ra thức ăn đi trời. Tôi có thức ăn không ơi? Ông lấy mà ăn mình đi. Không thèm. À, tôi thấy ông rồi nè. Cái ông. Tôi có hai miếng thịt gà này, ông miếng tươi miếng. Cái ông. Ông này vô vùng băng nha, vùng băng không có gì đâu để tìm ông ơi. Cái ông. Ok, ông chạy vô đó bị mấy con gấu nó giết mà. Kệ tôi. Mấy con gấu kìa ông ơi, giết đi ông ơi. Kệ con gấu. Ngoài đây không có cá ta. Kệ cá. Sao ông phụ với tôi thế? Kệ phụ. Ông nói ông bảo vệ tôi mà ông đi đâu mình vậy? Tôi bảo vệ tôi thôi, tự ông bảo vệ ông đi. Sao thế? Ông người giết tôi cho ông rồi tôi bảo vệ. Gì vậy, đâu ra? Mỡ ơi mà hút. Ok, tôi thương ông tôi mới làm thế mà, ông phải hiểu tôi chứ. Thì tôi thương ông nên tôi để ông đi một mình đó. Tiếc thương gì nữa. Ok, ông đi, tôi đi mình, ai bảo vệ tôi ông ơi? Không bảo vệ ông đi, tôi bảo vệ đi. Bạn tôi. Tôi quen nè, tôi từ lúc của thằng định tìm tôi chết đuối. Đi một khoảng lâu thì mình quyết định chui xuống hang để mình đào khoáng sản. Mình muốn tìm một ít khoáng sản để sau về mình làm bộ giáp. Mình đấm chết cái thằng bạn trời đánh kia. Trời ơi, đến tận bây giờ nó vẫn cứ nói là nó không vô tội các bạn ơi. Hại bạn như thế mà vẫn cứ kiểu ra cái vẻ vô tội. Ghét ghê á. Cái đó là tôi chỉ giúp ông thôi, giúp ông làm giúp một cái chương trình. Giúp lạ ghê, giúp này nó lạ lắm.
Tôi tưởng chứ đó nó có cái đường đi lên cho ông rồi, nên tôi thử lắp lại thôi. Thôi thôi đừng đi lên. Vừa về vẫn giết người ta thì nói đi. Nhưng mà tôi vẫn đào cho ông lên mà. Thôi đi, sao pha đấy ông không để tôi chết luôn đi. Đào lên làm gì? Thì cũng phải có người sinh tồn chung chung với tôi chứ. Ủa, nó cấp sắc luôn mà. Nâng cái gì kệ tôi. Không phải là, nhưng mà tôi không phải dạng vừa đâu. Tôi còn bro hơn. Kệ ông. Nhớ đi nha. Có bừa dồ ấy, bừa rào thì cũng không quan tâm. Tí nữa bị con nào tấn công đừng kêu cứu nha. Không bao giờ, tôi chưa bao giờ bị con nào tấn công xong gọi ông ấy. Ừ, nhớ đấy, nhớ nhá. Tôi bị ông cắt đứt quan hệ rồi, đừng nói chuyện với tôi. Ok, sao như thế? Là như thế, như sao? Không muốn đi, tôi còn muốn bảo vệ ông lâu dài mà. Không có gì bảo vệ ai gì, không cần. Không có khiên chưa, tôi làm trong cái khiên này. Không kim cương luôn hả? Ừ, vậy đi. Không cần ông đi. Tệ thế. Ô, dân làng trông lạ đi. Ở sang quái vật. Con zombie dân làng trông lạ thật. Trông nào nói. Zombie gì á? Nó kiểu ở vùng tuyết á, nhìn nó lạ. Ừ, mà tại sao tôi phải trả lời ông? Ông có gì cho tôi ăn ông ơi, dưới hai ông có gì ăn không ông ơi? Cặp đất mà ăn, tôi còn nghèo chết đi được cái này. Không có cục kim cương nào đây này. Tệ quá. Đấy, không hiểu sao cãi nhau một hồi mình kiếm được luôn là kim cương rồi. Trời ơi, cãi nhau lâu muốn chết luôn á. Đúng là chơi với cái thằng cu này mình không thể nào ngớt được mồm. Các bạn nói liên tục thôi. Xong chán chê nó còn ra cái kèo cho mình. Cái kèo gì mà ai kiếm được nhiều kim cương hơn thì sẽ thắng ấy. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Nếu mà tôi đã ít kim cương hơn của ông, tôi sẽ đưa hết kim cương cho ông. Vậy thôi, chơi chắc được không? Chắc chưa? Chắc, nếu mà tôi được nhiều kim cương hơn, ông phải đưa hết số kim cương ông đã cho tôi. Mình cược mà. Tôi không cược với ông, không cược với người ngoài, không cược với người dưng nước lã. Ok à, có những biến tấn công ông cứu tôi không ơi? Kệ ông, cứu người dưng nước lã làm gì? Ông phải biết ơn tôi là đã cứu ông dưới hồ nước ấy. Ông không chết rồi này. Kiếp hại người ta xong gần chết xong rồi cứu kêu cảm ơn cái nịt á. Gì nữa à, đó là tôi cứu ông ấy. Ông không biết cảm ơn tôi thì thôi. Tôi cảm ơn ông. Quá anh chết rồi. Tôi rất là xúc động khi mà ông gần chết tôi. Cảm ơn ông, tôi rất là xúc động, thực sự rất xúc động luôn đấy. Cảm ơn ông. Không sao ông ơi, tôi biết tôi tốt mà. Cảm ơn ông nhiều nha. Cảm ơn ông là vì đã gần giết tôi nha. Vậy lần sau cố phát huy. Cảm ơn cái đồ tôi. Và thế là tranh thủ những cái lúc của mình cãi nhau với thanh niên đấy thì mình đã đào được rất nhiều kim cương. Còn về bên thanh niên đấy thì mình không biết nữa. Không biết nữa. Tôi thấy kim cương rồi ông ơi. Chắc cũng chục cục á. Đào đi, còn chưa tới thành tựu đâu. Ủa, không cục dạ. Không cục à. Ui giời. Ui giời. Ôi, chim bị ra nhiều vô. Nghiệp. Ông ơi, có cái mai sao ông ơi, có mai sao này ông ơi. Ô, mai sao ông ơi. Chụt cho mạ ơi, chưa gì thấy xanh xanh là thấy nguy hiểm đấy đó. Có mai sao này nè, hay nhờ nè. Hả, thì ông ấy đi. Ông hỗ trợ cho tôi chứ. Không, mơ đi bé ơi, không mơ ơi. À da, bản thân mày không được rồi. Ai quên ông, ai quên ông mà bản thân. Mình là gì của nhau. Bản thân có cái nịt, mình là gì của nhau. Có cái gì cho tôi ăn lót dạ đi ông. Bản thân là bản thân của nhau, chắc tôi không cần. Ủa? Ui, nó nổ mất cục kim cương rồi. Ui, trời ơi, bọn này tồi vậy. Quật đấy. Cày. Nghiệp quật đấy. Nếu mình nhớ không nhầm thì hồi nãy Kuro có nói với mình là sau này mình có kêu cứu thì Kuro cũng bỏ qua không cứu mình ấy. Nhưng mà được một lúc thì mình nghe những cái tiếng động nó lạ lắm. Nghe nó quen quen thì còn lạ các bạn ơi. Nó cứ sai sai ở đâu á. Ông ơi, cứu. Không. Sao bỏ tôi không? Nãy ông bảo tôi sẽ phải gọi ông cứu cơ mà sao bây giờ nghe lạ đi. Tôi còn chưa kịp gào cứu, ông đã gào cứu trước rồi. Nãy tôi nói nhầm ông ơi, có gì ông bỏ qua nhá. Không, tôi có thói quen là tôi chả bỏ qua cho ai. Ông cứu tôi đi, bên đây có kim cương này ông ơi, ông bên nào đi ông ơi. Không, tôi lại chả cần kim cương, thế mới khổ ấy. Không cứu tôi ăn mất nhà tôi chết đấy. Thì sao? Ông làm như tôi quan tâm đến việc ông chết hay sống ấy. Mình là gì của nhau? Hế? Bản thân. Có cục kích. Lỗi ông tôi la hơi lớn nên tôi sẽ không cần ông cứu giúp nó đâu ông ơi. Ghê vậy sao? Tôi không đâu ý định giúp ông đâu ơi kìa. Ảo tới đấy. Vì ông sẽ đánh giúp tôi nhưng mà mày ảo tưởng nó quen. Tôi không cần nó ông ạ. Ảo tưởng thế. Ảo tưởng thế. Bây giờ bị thế đâu chứ. Bây giờ không ai đánh cứu. Ai cứu ông? Thì để tôi nói đã. Bây giờ không ai cứu mình thì mình phải ảo tưởng cho ông. Đó là điều tự nhiên mà. Quen. Làm như tôi muốn cứu ông mà. Nhớ đó nha. Nhớ rồi. Tại sao đừng có than thở cứu nha. Nãy giờ mỗi ông kêu cứu á, cái thằng này. Ai, tôi biết tôi nhiều đồ rồi, tôi giàu rồi, ý sợ. Game là dễ. Tôi cảm thấy tôi là một người bro nhất cái server Minecraft này, tôi đang chơi với ông. Ông nên nhận ra và xin lỗi tôi mau lên. Trước khi quá muộn. Chứ đừng có than thở cứu nha, không ai cứu ông đâu đấy. Chưa ai kêu ông cứu hết á. Đã hóa sản được một lúc thì mình đã đi đến một nơi như là một cái mai sáp giữa cái hang động rất là to luôn. Ở đây có rất nhiều flipper và quái vật mà mình đã phải gào lên. Nhưng mà không phải là kêu cứu nhá, mình không hề kêu Kuro cứu nhá các bạn. Chỉ là gào thôi, lỡ mồm gào thôi. Tuyệt thơm mạ ơi.
Thôi. Đông quá vậy. Chết đi, hãy chết đi. Con lâu. Người đáng chết kìa. Lâu. Chết đi, người đáng. Nó phải như vậy, nó phải là thế. Tôi đào một cục kim cương, nó đưa ra hai cục kim cương nè. Có gia tài hả? Ủa? Tôi biết tôi là bà rò mà. Mà nhiều kim cương là đúng. Ôi gớm. Tự nhiên tôi thấy trong đây có bánh mì ông ơi. Có cơ hội sống tiếp ông ơi. Tôi không cần ông nữa. Chị nãy giờ tôi không có ảo tưởng gần tôi đâu cái gì vậy. Tôi đang ảo tưởng cho tôi ảo tưởng tí đi ông ơi. Không, ông ảo tưởng kệ ông. Tôi không cần ông. Ghét ông rồi, tôi ghét ông rồi. Ông nhiều thế được rồi. Trong đầu tôi là nó suy nghĩ đến Kira thôi. À thế à. Không nhắc là không được. À thế à. Giờ đang giận dỗi nhau cũng không muốn đi cùng nhau đi khám phá nữa. Cho nên là mình với thanh niên đấy đi đào khoáng sản rất là lâu. Kiểu không muốn gặp nhau nữa cho nên là đào khoáng sản cho khuất mắt. Và cũng chính nhiều như thế mình đã đào được rất nhiều kim cương. Và thanh niên kia cũng khoe đào nhiều kim cương lắm. Hình như thế. Anh chỉ thấy hoàng lạ không ạ? Trời ơi một cục rất mặt thế. Tôi được 13 viên không ơi. Tôi thấy tự hào bản thân tôi nè. Công nhận tôi số may mắn là đến không ạ? Wow, quá ghê gớm. Trời ơi, mai mới chạy lên đây thì thấy cục kim cương ạ. Trời ơi, khốn nạn. Đừng có thấy tao, đừng có. Ui, creeper nó đừng mà. Do là hiện tại đã hết tự ăn cho nên là mình muốn chơi an toàn một chút. Mình đào thêm một chút kim cương cuối cùng. Sau đó mình đã lên mặt đất và mình chế tạo full bộ giáp kim cương. Còn thanh niên kia hình như là vẫn chui dưới hang này vậy. Kệ đi, không ai quan tâm hết ạ. Tự nhiên tôi cảm thấy tôi giàu quá. Phước gì tôi giàu. Bật chat lên nhìn đi. Nhưng mà khổ nỗi là đã phun bộ giáp kim cương rồi. Nhưng mà thế giới này nó lạ lắm. Nó quá nghèo các bạn. Nó không có một nơi nào để mình khám phá cả. Trời ơi cái thằng tạo map. Mình muốn đè cái thằng tạo map ra mình chửi mình tát cho một phát này các bạn ơi. Tạo cái map vô trách nhiệm thực sự. Mà đây còn đang là trời tối. Còn mấy con stray này bắn hiệu ứng chậm khó chịu thật chứ. Chịu khó đi không? Chưa rồi con stray. No. Con stray. Con stray là cái con bắn cung đúng không? Ừ con bắn cung hiệu ứng chậm. Ừ nó nhảy xuống vực cái tự sát đấy. Con bố con điên. Ngu như con nợn. Ủa đây có cái gì nữa này. Đấy rồi táo vàng free. Giường free. Lò nông free. Oh my god. Lại hả? Ủa không phải á. Đi đường xuống đâu. Ủa? Ủa gì kìa, tôi nhớ là đây có đường xuống rồi. Căn lều tuyết này nếu mình nhớ không nhầm thì ở bản cũ có một cái cầu thang dẫn xuống một cái tầng hầm ở dưới. Ở tầng hầm bên dưới thì có một ông dân làng, một con zombie dân làng. Trong người dương thì có sẵn được một trái táo vàng. Nhưng mà cái lều này nó sao đấy, bản mới lỗi hả? Trải qua biết bao tháng ngày đi bộ thì mình đã kiếm được một cái làng ở khu tuyết. Và mình cũng không hiểu sao Kuro mò đến đây nữa. Trời ơi, tôi muốn ở một mình mà. Mình định dọn vali mình đi tiếp cơ, nhưng mà không. Thấy cái cảnh này nó đẹp quá thì mình cũng không nữa mình đi quá. Mình quyết định mình sẽ vẫn ở đây. Mình đã chọn sống trong một ngôi nhà băng, thêm một vài cái đèn vô cho nó sáng. Còn thanh niên kia thì chọn ngay cái nhà kế bên luôn. Tính làm em hàng xóm may mắn hay gì không biết nữa. Nghỉ ngơi một ngày thì sáng hôm sau thức dậy thì mình đã phải dùng xô nước để mình đẩy những cái tuyết này ra, tạo ra một vùng đất trống để mà trồng trọt. Để tránh tuyết rơi thêm một lần nữa thì mình đã làm thêm một cái mái che. Trời ơi mình vừa làm mà mình vừa cằn nhằn cái thằng trụ map các bạn ơi. Nó tạo cái map không thể nào mà xấu hơn luôn á. Mình đã đi cả nghìn block rồi vẫn không thể nào thoát được cái khu tuyết này. Sao có thằng này sợi có thể có cái thằng nó tạo map nghèo thiếu mít. Qua giống với chồng ở đây. Không nhịn đói cả lúc bây giờ. Và thế là ít ra thì bọn mình cũng có cái ruộng để mà có thức ăn, không lo chết đói nữa. Trời ơi, từ cái series sa mạc đến cái series này, trời ơi, nó nghèo, chết đi được. Mà xong không hiểu sao còn đòi xách giường qua ngủ chung với mình chứ. Thế là mình cầm cái giường mình ném ra giữa đường luôn. Ai cho mà ngủ. Và thanh niên này cũng quen với sự nghèo khổ rồi sao ấy. Mình mở giường của thanh niên này ra thì có 11 cục kim cương. Nhưng mà không hiểu sao vẫn xài đồ sắt cơ mà. Nếu mà đã không thích dùng đồ kim cương thì mình dùng hộ luôn. Có than không, đưa than coi. Cái nệt không có nữa. Còn có 5 cục thang không? Chấn lột luôn hả? Đến đúng đây nè ông ơi. 5 cục thang rồi cũng chấn lột. Ai chấn lột tát rồi mồm á. Và đến tận hôm sau thì thanh niên vẫn chưa biết là mình mất kim cương hay sao á. Vẫn còn đòi chế tạo bộ sáp kim cương mới. Nhưng mà giờ thì đã quá muộn rồi. Tôi nên tải giáp kim cương mặc không ta? Tại đi. Mặc cho ngầu ông ơi. Tôi mặc cho nó ngầu ấy. Mặc cái sắc là thấy phèn phèn quá. Đúng. Tại đi. Nên á. Ông ơi. Hả? Ông ơi. Hả? Ông ơi. Gì á? Trả tôi đi ông ơi. Trả gì? Trả kim cương đi. Kim cương nào ba? Ông là siêu trộm, tôi không thể ngờ nào tin tưởng ông được. Cái gì trời, tát rồi mùng á. Kim cương tôi đâu? Kim cương nào? Kim cương của tôi đào, kim cương nào? Kim cương nào? Chả biết. Cái liên này bỏ có 11 viên kim cương trong đây à. Có 11 viên mà ông đã lấy hả? Đâu? Đâu? Có 7 viên này. Xin người tôi làm dưới cục nào đâu? Xin người tôi làm dưới cục nào? Ông đưa tôi chế tạo cái quần hả? Nhưng mà trên người tôi làm gì có cái cục nào đâu? Không hề có cục nào cả. Này cho ông cái này. Chị người tôi làm gì có cục nào thật. Thề luôn giờ trên người tôi có cục kim cương nào trừ bộ giáp với cái bộ công cụ ra. Nếu có cục kim cương nào tôi là con chó. Tin chưa? Hình như ông cầm cái rìu coi. Cái rìu sắt coi. Cái rìu sắt của ông đâu. Úi dồi. Ông cầm cái sẻng coi. Úi dồi. Để mình tính lại 11 nguyên. Cái rìu 3 cục. Cái sẻng 1 cục là 4 cục.
Đâu có, tôi có ở cái cúc với cái kiếm nè, có ở cái cuốc nè. Hồi nãy nha, hồi nãy trước khi mà ông cuốc đất nha, tôi vẫn thấy ông dùng cái sẻng bằng sắt nha. Thì sao? Tôi thử tôi mới chế xong rồi sao? Cái cửa nổ. Kim cương của tôi, không phải của ông. Mà đúng là chiến thần của sự nghèo khổ các bạn ơi, có tháo vàng nhưng mà nhét vô dương không cầm trên người. Ủa lạ ghê ta, ủa gì ông này ông ấy làm gì ta, thôi. Không ăn này để mình ăn hộ khổ ghê á, có đồ ngon toàn cất trong dương luôn mà không hiểu để làm gì. Tôi có một cái hạt giống rồi nè. Chưa được hết thức ăn này, ăn tạm và táo vàng. Hết thức ăn này ông ơi. Phải ăn tạm táo vàng này ông ơi. Ok, đừng ông ơi, đừng. Gì? Tôi cho ông nè. Hết thức ăn rồi. Đây này, đừng táo vàng. Sao? Thằng điên nào hết thức ăn rồi đi ăn táo vàng. Đây là nãy thằng nãy là tôi đói một một xương một rừng luôn á, là tôi vẫn ăn nhịn ăn thịt thịt khói lửa đấy. Nè ông ơi. Ờ đừng không. Hai cái bánh mì. Ông thấy thế nào tồi đến mức đưa tạo đưa thì thối cho bạn mình ăn chưa, cái thằng tồi, cái đồ tồi. Tôi đã dành nó trời, suốt mấy ngày mấy đêm nó trời. Ông tồi đến mức vậy sao? Ông tồi đến mức ông đưa thì thối cho bạn ông ăn sao? Tôi không sống ở đây, đi chỗ khác đây. Tôi không muốn sống cùng ông nữa, người bạn tồi thì đi chỗ khác đây. Tôi không muốn sống cùng ông nữa, đi đi. Không phải chấp nhận được, trời ơi. Gì? Thế không ngờ ông là con người còn như thế. Còn 3 tim, tôi còn 3 tim, tôi sắp chết. Tôi không dám ăn táo vàng. Chứ bố, ăn táo vàng không phải tiếc hả? Tôi cũng không ngờ ông là con người như thế. Vì quả táo vàng không bỏ anh em. Không ngờ ông tiếc quả táo vàng như thế. Tôi không bằng quả táo vàng sao? Nó là táo vàng, nó trời. Tôi không trời ơi. Tôi không bằng quả táo vàng hả trời. Tôi biết tôi không bằng quả táo vàng mà. Ông coi trọng quả táo vàng hơn mà. Ông tôi ăn một cái người ta không nuôi. Ông ăn phải dành cho tôi một trái chứ ông ăn không. À thì ra là ông không tôi ông không không coi tôi hơn hai trái táo vàng nữa gì. Tôi biết tôi không bằng hai quả táo vàng mà, tôi biết rồi. Mày tha cho nha. Tha cho nha. Đi ra với quả hai quả táo vàng mà ông đi. Hai quả táo vàng nằm trong bụng ông, để tôi mở bụng ông ra tôi lấy. Tôi đi đâu tôi đi. Được rồi, được rồi. Những ngày sau thì bọn mình chia công việc với nhau để mà làm. Và chia công việc rất rất đều luôn. Rất là đều luôn. Chặt đi. Tiếp. Chồng nhớ thôi. Ủa? Chặt. Chặt hả? Ừ thì tôi là người chồng ông phải là người chặt chứ. Lén phà lén phén. Thiến rồi. Tôi là người chồng ông là người chặt. Mỗi người một việc. À thế à. Có chặt nhanh không lười biếng ra là cái que quất vào đít bây giờ. Tôi sẽ chặt gỗ cho ông nha. Rồi ông xây nhà cho tôi nha. Không, có cái nịt. Để tôi xây cho ông được. Tôi xây đẹp lắm. Tất nhiên ông phải xây rồi. Chẳng lẽ tôi xây mơ đi. Tôi là người chặt gỗ, tôi là người xây á. Ừ, tất nhiên. Tôi giống lính của ta. Đúng, không phải lính của tôi mà. Sao? Không? Hả? Làm sao? Làm sao? Cái thằng ra sắt này, làm sao? Sao? Cái thằng ra sắt này. Sao? Em xin lỗi, em sai rồi. Nằm lên cái giường này. Nằm xuống. Thôi nằm được. Đấy, đưa cái mông đây. Đánh đi chùa này. Đánh đi chùa này. Đi luôn, không lấy hết nữa. Cái gì? Trộm vừa phải thôi. Trộm cái gì? Ai đem trộm? Trộm gì ở nhà tôi để vào dương anh. Ông trộm cái gì ở nhà tôi? Trộm gì đâu. Đi ra ngoài, cút ra ngoài. Nhìn trong gương thấy cái quen không ơi? Thấy cái gì quen? Cái gì quen? Đồ. Đồ nào quen? Thì đồ đồ tôi nung ra không ơi? Đồ nào nung ra? Đi về. Cút về nhà. Đồ quen, đồ quen, đồ quen. Cầm sạch kim cương gõ vào cái đầu rồi. Cút về. Cấm qua nhà tôi. Cấm được qua nhà tôi. Đi chặt cây đi nhanh lên. Đây, hạt giống nó rụng này ra lụng không được biến mất bây giờ. Mình cần nhiều gỗ mình xây nhà lắm mà. Chặt đi. Chăm chỉ lên. Lùi đi không biết. Đào nãy giờ không ơi? Được chỗ đó. Tao giết mày. Ơi dạ, các bạn thấy kia là ác nhưng mà mọi người tôi hát quen rồi, chuẩn bị chặt đi, còn nhiều gỗ lắm ấy, đi mà chặt hết đi, chặt thiếu cái nào tôi giết không. Nè, lớn hơn nữa này, chặt đi, nhanh, nhanh, chặt, nhanh. Hừ, chặt đi, tôi đi ngủ đấy, đừng có lười biếng ấy. Thằng này đi ra, đi không rồi. Ủa sao không sáng ta, sao không sáng không ơi. Tôi chặt cây mà, tôi ngủ đâu mà sáng. Đi đi mà ngủ xong sáng chặt không ơi. Ngủ tại đây luôn, ghét chưa. À, thằng này lười biếng nè, cây không chặt nằm đây ngủ nè. À thôi đi ngủ không ơi, ngủ cho trời sáng đấy. Tỷ đồ mạnh à, muốn nói gì nói hả? À, cái thằng này lười biếng này từ đêm qua đến giờ nó vẫn chưa chặt xong cái cây, nó lười biếng này đêm qua nằm ngủ đúng không?
Cái thằng lười biếng này, trời ơi, các bạn thấy chưa, cu lười biếng chưa? Cả một đêm trời mà không chặt nổi cái cây, lười biếng quá. Sau khi làm xong một cái ruộng mía nữa, ở đây ruộng mía rất là khó trồng các bạn. Bọn mình phải đổ nước xong đặt slab lên để nước nó không bị đóng băng thì mới trồng được mía. Trời ơi, đấy, cái map nó khó khăn, đấy khác gì thiên tai lũ lụt không? Tạo map gì mà đúng kiểu chỉ để hại bạn bè ấy. Và sau khi trồng xong đầy đủ nông sản thì bọn mình bắt đầu xách đít đi mà đi khám phá những cái thứ mới cho bản 1.19. Trời ơi, nãy giờ toàn cãi nhau không à? Mà trên đường đi gặp cái đồng bí ngu thì mình gọi còn khịa thanh niên một chút ấy. Không biết thanh niên còn nhớ những quả bí ngu dính lời mình ràng buộc hay không nữa. Ý, không biết còn nhớ không? Ờ, các bạn còn nhớ không? Ừ, chắc các bạn không nhớ đâu. Thì cái đồng kia không? Đồng bí ngu hả? Ừ, để xong ta làm mũ cho ông đội tiếp nhá. Nha. Nha. Đội mua bình ngô được không? Thấy series trong ngày sa mạc đấy đội đẹp lắm mà. Bây giờ ông dụ tôi lần đó thôi, lừa được cái đấy thôi. Nhưng mà thích không thì tí tặng cho cái. Tôi thách ông trong series này, ông dụ tôi đấy. Thách đấy. Ai dụ ông làm gì? Để tội quá. Ai nữa? Không nữa, không nữa. Chỉ có đồ tồi mới suy nghĩ, chỉ có suy nghĩ thôi. Đúng rồi, chỉ có đồ tồi mới thế thôi, tôi không nữa đâu. Bạn mình mà còn làm như thế thì cũng cái nít. Đúng, đó. Bạn mình còn làm thế nữa thì tồi quá. Đáng yêu đấy. Kuro này. Guru này. Gì đấy? Ông ơi. Này chị Guru này. Và cũng do cái thằng tạo map nó tạo quá xa vùng đầm lầy các bạn, vùng tuyết thì đâu ra đầm lầy đúng không? Thế là bọn mình đã phải đi 47-49 ngày bọn mình mới đến được cái đầm lầy. Trời ơi. Trong cái bản 1.19 này thì đầm lầy có một vài thứ mới lạ. Và để khám phá được cái nơi này thì bọn mình đã đi mất tốn hết bao nhiêu sức lực luôn. Sao ơi ông ơi. Thấy rồi. Đi mấy ngày mấy đêm. Hình như tôi nhớ Khốn là cái tạo map. Trời ơi, tạo cái map trời ơi. Tạo cái map xúc phạm người chơi. Ui ui. Vùng đầm lầy có cây gỗ sồi thì mình không nói, nhưng mà ngoài ra còn có thêm một vùng đầm lầy nữa. Trong này có những cái cây nhìn rất là cao đó, nhưng mà đây không phải thân cây đâu, đây là rễ cây đó các bạn. Cái vùng đất này cũng ẩn chứa rất là nhiều thứ mới lạ, có thể nó là bí ẩn đấy, tại vì nó mới mà, mới thì đâu ai biết gì đâu nên nó gọi bí ẩn đó. Đây trong này có bùn đất, rễ cây các thứ, nhìn rất là giống lá nhưng mà lại là không phải lá. Cái thảm này tưởng ở dưới hang tươi tốt mình có mà sao lại có đây rồi. Có hạt giống không, mình lấy về trồng đi. Mấy cây này trông hay phết. Ui, cái được cái rễ đúng không? Số rễ cao ấy. Rễ hay là gỗ ấy? Cái rễ không? Rễ phải gỗ đâu. Và bọn mình phải tìm kiếm một khoảng thời gian rất là lâu thì mới kiếm được thứ bọn mình trông ngóng nhất. Đó chính là một con ếch các bạn. À con cóc chứ nhầm, chả biết nó là cóc hay ếch nữa. Mà mình cũng không hiểu sao trong một vùng đầm lầy lại có hai màu cóc lẫn. Mình thì tìm thấy mấy con màu xanh, còn Kuro thì tìm thấy mấy con màu nâu. À chỗ này. Ai không biết được. Ôi con ếch này, con ếch này ông ơi. Ếch nè. Ui. Ôi thấy con ếch rồi. Ếch xanh. Ôi tụi ếch, ôi của ếch, một cam. Ôi nó nhảy lên đầu tôi, ôi thôi. À đây này. Nó giết người không? Nó ăn gì ta? Nó ăn dễ cây không? Ôi. À. Ui con này đi trông hay ấy. Dáng đi này nhìn thịt chắc ngon luôn ôi. Là sao bắt nó giờ? Cái nó ăn cỏ coi. Ui à. Hay lấy bùn cho nó ăn không ơi? Lấy bùn cho nó ăn không ơi? Ông bắt nó về tôi, ông không bắt được tôi giết không? Ui đừng chạy mà, đừng. Nó nhảy hơi bị cao luôn ấy. Đừng có chạy mà. Nhưng vấn đề là ăn, nó ăn cái gì nè? Ok. Ui. Giết nó được kinh nghiệm đấy không? Ok, ông kia nó dễ thương mà ông giết nó à? Mình cũng muốn bắt nó lắm nhưng mà mình không biết cách nào để mà mình thu phục nó cả. Cho nó ăn cái gì nó cũng không chịu ăn đấy đó. Bóng nhồn thì mình không có. Ừ thì nhìn nó cũng đáng yêu phết nhỉ. Đáng yêu thật đấy. Lẩu lẩu chắc ngon lắm. Ừ, lẩu ếch mà. Và xong thì Kuro có chế được một cái thuyền chứa cái dương. Và bọn mình nhận ra là nó không thể nào chịu được hai người. Ồ. Ai chà. Ai chà. Ai chà đi với ông ơi. Ở đi 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 ông đi. Ông đẹp, đi. Ông phải để cái đi. Đi được một người đây ông ơi, thuyền này chịu dương rồi ông ơi. Ông ngồi lên đâu tôi vậy? Tôi ngồi lên cái ông ngồi đầu rồi hả? Không, tôi ngồi lên dương đi không được hả? Đi. Không. Đi 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 đi. Có cái nịt. Đi. Đi cái dương đừng được. Được được không? Ông bám lên cổ rồi này, ông cổ rồi này. À, thôi ông cổ không? Ông cổ rồi. À, đi. Quay ngược cái người lại, làm hành động gì đấy? Ngồi trên cái dương kiểu bấu lấy cổ tôi, bấu lấy cổ tôi. Rồi. Đi. Nhích đi. Bảo lấy cổ tôi. Đi không được. Ôm lấy. Rước, rước. Tôi bảo là bán lấy cổ mà. Tôi bị kẹt cái rương ơi. Tôi bây giờ ra tắt. Đi. Chim ơi, không biết bơi ông ơi. Không biết bơi. Và trong một thời gian suy nghĩ, bọn mình đã quyết định là chở con cóc này về nhà. Thực ra là quyết định của mình ấy, Kuro cố gắng thét vì nó quá mệt, nhưng mình vẫn ép ổng trợ bằng được một con về cho mình. Và do là nơi này quá xa cái khu nhà của mình ấy, cho nên là hai đứa đã đi một khoảng thời gian rất rất là ối rồi ôi. Và tất nhiên rồi, cái sông này nó kiểu vòng tròn đấy các bạn, nó không thể nào trợ mình về được. Và mình đã đi một quãng đường rất là dài, nhưng mà chả đi đâu về đâu cả. Ngồi xong, không có đường ông ơi. Đường nó dắt đi qua đây à, làm sao bắt con cóc này về giờ. Ông ơi đi đường của tôi này. Trời ơi. Nè đường đấy ông có khúc slim nào không? Vãi. Tôi đi một thằng dưới đấy ông nè.
Cái đường tôi mới đi vô ông ơi. Quay lại không? Tôi vừa đi vô đó xong á. Đi một vòng thế giới đây. Sao đưa không đi về? Và thế là bọn mình đã quyết định dừng chân ở một bên hồ lava để mà bắt đầu tạo cổng địa ngục. Và mình quyết định sẽ đưa con góc này về bằng đường cổng địa ngục. Và khi mà tạo cổng địa ngục xong thì thề luôn, lúc mà tạo cổng mình đã uốn nắn phong thủy rất là kỹ rồi, rất là phong thủy nơi nào tạo cổng sẽ thuận lợi rồi. Nhưng mà khi vô cái cổng thì thì nó lạ lắm, nó khác với so mình tưởng tượng nhiều. Cái gì vậy? Mà sao mà đi? Sao mà xui như vậy? Chịu đây. Mà sao mà đi? Chịu hẳn luôn đi. Trời ơi. Ôi. Ok, sao mà về? Trời ơi. Trời. Trời ơi. Có khi nào tôi bê với bơi xuống lâu. Chết rồi. Nào tạo cổng địa ngục như thế này chết rồi. Không phải do thằng tạo cổng địa ngục, do nó xui. Xin nữa thì hai thằng mình đã mất cái mạng ở bên địa ngục luôn rồi. Nhưng mà không sao, bắt đầu thôi. Ôi, ông ơi, đi xuống lòng, xuống lòng kia. Hơi, chết đi bà. Đúng lại, dừng lại. Đây một con nữa đâu. Đây, thuyền đây đâu, Thuyền. Ở sao hai con một thuyền nữa sao đi. Trời ơi, cuộc sống giờ đi 500 block thế này sao? Rồi xong rồi. Rồi con xem anh sẽ lùi. Lùi. Đa số lùi. Ê. Đâu hài. Ơ tôi bị kẹt luôn rồi. Từ từ tôi làm cái đường xong mình đi tiếp. Hơi cản trở giao thông một tí. Ủa bác bảo lóc chồng ơi. Ôi giời. Đang ở chỗ ấy một tay. Cái gì vậy? Gãy khét lắm. Gãy. Dưới đó không ơi. Ăn vô. Không chết được. Đô, thử thách 6 ngày 6 đêm đưa cóc về nhà hết đô. Chậm như con rùa. Ông, tất cả là do ông. Có cái nào đi nhanh hơn đúng không? Xe ta băng trên bao dặm đường. Quê ta thương ta chiến trường. Đây, con lừa chuẩn bị đi một block nè. Xe ta băng qua bao dặm đường. Nhanh lận. Và là quê tiến. Ôi. Rớt bây giờ. Chém vô cái thuyền cái còn cái nịt luôn á. Ui, trước mặt có hai con ấy kìa. Trời ơi, các bạn thấy không? Đi trên một block nó nguy hiểm thực sự luôn á. Chỉ vì hai con cóc bọn mình đã phải nguy hiểm đến cái tính mạng. Trời ơi, hai con cóc này về chắc tôi bán đầu giá vội tầm 1000 tỷ quá. Không biết có ai mua không? Ai mua? Viewer ai mua? Các bạn đang xem video ai mua không? Tôi bán cho này. Bán luôn là Kuro này đấy. Bán hai con cóc với một thằng Kuro này ai mua? Nhớ inbox cùng kín nhá. Và nói vậy thôi, mất tầm 1000 năm á thì cuối cùng mình cũng đưa được cái hai con cóc này về nhà rồi các bạn ơi. Mà đưa nó về nhà thì cái đoạn này thì luôn đúng kiểu rùng rợn đấy, tí mình kể cho. Yêu. Ủa đâu vô được ơi? Cô nó đi vào. Ôi hình như chặn cửa không vô được. Kìa gì vậy đi vô. Vô được. Vào nha. Thiệt à? Gì đây? Ông nhìn cái thuyền này. Gì ba? Thấy gì tôi thấy không? Nó đang lái này. Thấy bình thường mà. Thấy không? Thấy bình thường á. Nó đang lái này. Có lái đâu, bị điên à? Đang lái nè. Tôi không thấy nó lái. Chắc các bạn đang thắc mắc đúng không? Thì hiện tại mình đang dùng cái sổ video của Kuro, có nghĩa là Kuro quay á. Còn cái đoạn này mình quay mình không hiểu sao nó biến hết thành màu đen luôn. Còn cái đoạn này trong cái sổ của mình á thì là cái thuyền này đang kiểu cái hai cái mái chèo á, nó đang xoay luôn. Và trong lúc mình quay thì có nhiều thứ nó kiểu lạ lắm, mình cũng không tiện nói ra. Nhưng mà thôi đành đi, mình bỏ cái sổ của mình mà mình tạm dùng cái sổ Kuro thay thế vô nhá. Mình cũng không muốn nói nhiều về bộ này, mắc công người ta lại kêu câu view nữa. Trời ơi. Nhưng mà thực sự lúc này bọn mình quay lúc 4 giờ sáng cũng sợ phết đấy. Ghê quá, ông làm thấy ghê quá. Ông cứ nói những cái câu gì khó tôi không muốn nghe. Thật mà ai lừa? Tôi biết là thật rồi nhưng mà ông không nên nói những cái lời mà tôi đang sợ. Ông đang làm tôi sợ đấy. Ông đang làm tôi sợ đấy. Và sau một thời gian chăm chỉ thì cuối cùng mình cũng đưa được hai con cóc về và mình còn xây được thêm một cái chuồng như nó nữa. Đây nó bơi nhìn hay phết các bạn. Mình đặt tên cho con một con là Meo Meo. Xong cái thằng kia nó học đòi nó đặt là Meo Meo 1. Còn đây là cái chuồng nó đây. Đấy, mình xây hơi lố một tí cho bạn thông cảm. Mình cũng không biết mình đang xây cái gì nữa cho nên các bạn đừng hỏi mình nhá. Đấy, đẹp thế mà. Còn ngoài ra thì mình đã xây thêm một cái farm kinh nghiệm nữa để mình phù phép đồ. Người nói sẽ yêu em mãi người bên trong. Ai yêu? Yêu ai? Ai yêu? Yêu cái nịt chứ yêu. Yêu ông.
Nhưng mà trong chế độ multiplayer thì cái farm này hoạt động không được tốt cho lắm. Nếu muốn hoạt động tốt thì cả hai bọn mình đều phải đứng ở trên này, cho nên là farm khá là chán. Và sau đấy hai bọn mình đã quyết định qua bên địa ngục để mà tìm kiếm con lợn, giết lợn để mà đi kiếm gia thú. Lao đi, nhanh. Ui, bự vậy. Ủa, làm ăn thôi, làm ăn thôi. Ui, ui. Nó bự vãi nồi luôn ông ơi. Làm ăn thôi. Nhanh không có thằng nào lấy hết đồ, làm ăn thôi. Ôi ông ơi, chết. Một tim mà. Bỏ tôi ơi. Trong lúc mà đánh ông thì tôi sẽ an toàn và hành nghề. Bọn mình đã kiếm được một cái basin, nhưng mà trong cái basin này rất là ít vàng. Và trong những cái dương thì rất là nghèo luôn. Bọn mình quyết định thôi, không muốn đi kiếm vàng thì mà đổi đồ nữa. Bọn mình đã quyết định vượt bedrock vào trên nóc của thằng Nether. Và xong lấy đập vỡ bedrock để mà đi lên cho dễ dàng hơn. Cái gì vậy? Tin tây à? Đi, mình phải qua cái phần Crimson Forest. Sau khi vượt bedrock, bọn mình đã chạy bộ đến một vùng đất có tên là Crimson Forest. Và ở đây bọn mình đã xây được một cái farm heo. Nhìn nó nhỏ vậy thôi, mà nhỏ nhưng mà có võ nha các bạn. Bọn mình treo máy ở đây một tiếng mà mở dương ra thì cũng được rất là nhiều thịt và rất là nhiều gia thú. Chua. Ta hồ mà nhai ông ơi, đỡ phải lo tranh thức ăn. Đấy nhiều đấy ba. Khiếp tha mày. Khiếp thanh niên. Đúng là ăn như con heo rồi. Chết gỗ đi. Mà nói một người lười như tôi đến chặt gỗ á. Đang nghĩ trong đầu vậy. Thiếu các bạn thấy chứ Kuro lười. Xứng đáng ngồi xuống heo. Nói tới tôi bắn cho mấy cái nữa bây giờ. Thiếu các bạn thấy chứ cái đồ độc ác trời ơi. Cái độc ác kìa các bạn ơi. Các bạn thấy không? Trời ơi. Thế mà các bạn muốn chứng minh Kuro thôi trời ơi. Đấy nó ác độc chưa? Trời ơi. Độc ác kìa. Đấy nó không bắn tôi kìa. Trời ơi. Cái đồ độc ác kìa. Trời ơi. Nó đánh người các bạn ơi. Bắn mình thì các bạn yêu. Nhưng mà các bạn cứ bình. Và có được gia thú thì bọn mình cũng có thể làm được bàn phù phép và chế được mấy kệ sách nữa. Và sau đấy đặt ra bàn phù phép ở trên tầng farm để mà bắt đầu farm kinh nghiệm enchantro. Còng lưng ra xây mấy farm với cả làm cho phù phép xong quay ra quay vào thì thấy cảnh này này. Không biết gì đó. Trời ơi. Đi ra đảo nhanh lên. Đảo nhanh không chết. Chứ gì vậy? Trong lúc xây cái farm heo thì Kuro cũng bảo là cái farm này trông phèn quá, chắc chắn là không hoạt động. Và thế là Kuro đã cá cược với mình, nếu mà cái farm heo hoạt động thì Kuro sẽ phải nghe lời mình. Và đây là lúc này mà Kuro trả lời hứa các bạn. Hãy cho chừa cái thật hứa vừa va vẩn. Chừa. Giờ như này. Mày ai nói chưa? Tôi nói đâu. Giờ như này, ông hãy tự xưng mày ông nào? Là nô tì và tôi là cậu chủ. Nghe chưa? What? Là cậu chủ ngay. Ôi, đối thử tôi vậy. Không, mà tôi sẽ phút ông với mọi người, ông là cái đồ thất thứa rồi. Đồ thất thứa sẽ không có bạn bè đâu. Chào cậu chủ nha. Rồi, từ giờ trở đi, gọi tôi là cậu chủ, ông xưng là nô tì. Nghe chưa? Nghe chưa? Nghe chưa? Tự nhiên. Từ giờ trở đi ông là người con xưng ông là nô tì, tôi là cậu chủ, nghe chưa? Thế là tối nay cậu chủ cho nô tì. Nô tì ngủ đất. Kệ. Đừng có mà đòi hỏi. Nô tì fan cho cái cúp ra tài ba coi. Nè. Biết cho cái cúp ra tài ba. Nhanh. Ông lừa tôi. Lừa gì tụi ông bảo là cái fan gì ông gì mà ông với tôi. Nói lại coi nào. Dạ cậu chủ. Cậu chủ lừa ai? Cậu chủ không lừa ai hết. Nhờ cho có vậy thôi chứ cuối cùng người phù phép cái cúp vẫn phải là mình các bạn. Chán chưa. Úi giời ơi. Cái tay thơm nó có khác đấy ạ. Cái tay thơm nó khác hẳn cái tay thúi. Trời ơi chả ai cúp về này. Đi đào kim cương này. Hiệu suất 4, chậm màu 3, ra tài 3. Ôi cái tay thơm có khác hẳn cái tay thúi không. Ủa nhưng mà nó tì chưa có ra tài 3 à. Cái nó tì đừng lên mà farm. Cậu chủ với đào kim cương đây. Và có được cây cúp phù phép trong tay, phù phép còn là phù phép xịn nữa. Thì mình đã tìm ra được một cái hang. Và sau đấy mình bắt đầu đi đào khoáng sản. Lần này mình đã làm rất rất nhiều kim cương. Đến đây. Quỳnh kim cương luôn này. Gì nghe quỳnh ấy. Thằng này kiếm kim cương, thằng này cho creeper nổ quỳnh. Ui không có cục kim cương nào đây nha. Không có cục nào hết. Nô tì. Vào cái thạch anh kia về làm ống nhòm anh lên. Nhanh lên. Nghe chưa? Nô tì đi qua lấy. À, bát là mồm mất chá. Nô tì mà bướng. Ê ha ha, đây rồi. Ui chá. Chá. Tí nữa nô tì làm việc một chỗ phải cho tiền kim cương đấy. Ừ, tí sẽ cho nô tì một cục. Ui ôi cái bàn này nó nhiều thế. Tí có chỗ đi lấy mình. Sao mấy ngày đầu nô tì bảo nô tì kiếm kim cương ghê lắm mà. Sao giờ nô tì phèn đấy. Ui giời ơi. Ê nha. Hai game rồi. Gì đấy? Rồi xong con nô tì phát hết game rồi. Trời ơi, đúng rồi, thì nô tì mà. Nô tì từ đầu nó đào kim cương nhiều thiệt. Không có đào á. Cuốn nào đây? Cuốn nào lấy hết kim cương của nô tì rồi.
thì thằng khốn đã lấy kim cương của nó thì nó thì đào được có mấy viên. Ui rồi, ui rồi, ui rồi, ui rồi, ui rồi. Người nói sẽ yêu em mãi đậm sâu, nói sẽ bên nhau mãi dài lâu. Cứ vì sao? Ủa bên đây có chỗ đi qua rồi. Đâu, đi ủa? Về nơi. Ui trời ơi. Xa xôi quá. Vừa đào xong kim cương ngoi lên thì bọn mình đã gặp ngay một con zombie dân làng. Thế là bọn mình quyết định nhốt nó lại và xong đấy tìm cách cứu chữa cho nó. Làm thuốc đi, cứu nó đi. Kim cương rồi ít lắm, đào được một tí à. Cho nên là nào? Tự đi mà đào kim cương tự dài nhá. Ở kìa, bà chủ bị đào nhiều lắm mà. Không, ít lắm. Kìa, cho cục đi. Ít kim cương lắm, có đâu mà cho. Bên khối kìa. Đây là block đất. Block đất ấy, cái này là block đất mà. Block đất mà, đúng không? Sao không? Kim cương đâu, có đâu mà cho, không đào được. Này cho một cục này. Có khó không? Để cho cùng nữa. Để cho hai cùng nữa. Thì bỏ cung xuống, tát chết giờ. Xin cậu chủ đi. Có chỗ cho nó tì vài cục kim cương. Kìa. Nhiều lên. Nói có một câu rồi cho nhiều. Cho thêm đi. Cho thêm đi. Câu này thì lại không cho. Ờ. À. Cậu chủ cho thêm mấy cục nữa. Mấy cục mà. Một câu đi, một cục thôi. Ok, thế cái gì? Bị rè rồi không nghe tiếng. Ok. Cái cục trống này, mình chưa bao giờ mình bị bao giờ này mà. Mình chưa bao giờ mà bị cái. Đủ với ta. Vẫn chưa đủ lắm. Đổi câu khác đi, câu này không cho nữa. Câu gì? Câu gì tự nghĩ được thì cho. Câu gì tự nghĩ hả ta? Điên. Gì? Bị yêu ơi. Ta tát là mồm á. Kinh quá. Suy nghĩ câu gì? Hết rồi, hết câu gì? Cái câu chủ suy nghĩ đi. Kinh quá, nên cho mấy cục nữa. Kinh quá. Đào được mấy cục kim cương. Có mấy cục nữa. Mình đã dành ra một vài ngày để mà phù phép toàn bộ những bộ đồ của mình. Nhưng mà mang tiếng là chủ nhưng mình phải là người phù phép cho cả Kuro, các bạn chán chưa? Ơ làm cung luôn ông ơi. Lười lắm rồi. Cái máy farm hai người lâu mà chết. Không làm cung. Chan được hai bộ đồ là tôi mệt lắm rồi á. Muốn quýnh qua đền bằng tay không sao? Ôi mà này nhìn dân cung. Lại muốn quýnh qua đền bằng tay không chứ. Để tôi nung cái này lên cái đá. Cái chồng. Sao tôi là cầu chủ mà tôi phải ra đồ cho ông nhảy. Hú, hú, ai dạy hú, hú thì thôi, hú thì mơ đi. Cái gì không nghe rõ? Không đâu. Không nghe rõ. Dạ à. Cái gì mà cung nô tí. Cấm thổi tên ấy, đổi tên là kích ra khỏi làng ấy. Và sau đấy bọn mình đã tìm đường qua bên địa ngục, tìm những cái lồng spawn để bắt đầu farm những que quỷ nữa. Bọn mình cũng chỉ cần một vài que thôi để mà về nhà chế thuốc. Và sau khi đã có thuốc điều đuối thì bọn mình đã chữa bệnh cho một con dân làng. Hiện tại chỉ có một quả táo vàng duy nhất thôi. Mình đã chữa cho một anh nông dân và sau đấy mình đã đổi được rất nhiều những quả táo. Và mình đã có thể chế tạo được rất nhiều những quả táo vàng ra. Và xong thì mình chữa nốt cho anh còn lại và mình còn dư được 50 quả táo vàng. Xong thì mình đã ra bờ sông đào rất là nhiều cát và về nhà mình đã làm được rất nhiều những quả TNT. Mình đã lấy thuốc súng từ trên cái farm kinh nghiệm của mình. Và có TNT xong thì mình đã quyết định vác qua địa ngục để bắt đầu đi nổ kiếm Netherite. Trời ơi, vùng đá này thì thôi, chất lượng tuyệt vời. Sau khi nổ ấy, vùng đất kia quá là thất vọng thì mình đã kiếm một vùng đất mới. Và vùng đất này thì có vẻ nó khác hơn các bạn. Dùng cúc có vẻ nó ngon nghẻ hơn hẳn luôn đó. Ui ha, ây ha, nó khác thật ông ơi. Và sau khi đào đủ số lượng thì mình bắt đầu về nhà, bắt đầu nâng cấp công cụ của mình lên. Mình nâng cấp hết tất cả mọi thứ luôn. Đấy, nát bé, nát bét, cúp luôn. Lần này thì mình quyết định không có chôn Kuro bí ngu hay là mình thằng buộc gì nữa. Thôi, không chôn nữa nha các bạn, chôn thế rồi. Chôn nhiều rỗi đấy. Dài. Hôm sau thì bọn mình đã lên đường đi tìm căn cứ của bọn cướp dân làng. Và bọn mình nghi ngờ rằng bọn nó có nhốt một vài con mốc mới ở trong Minecraft ở đây. Đó chính là những con Alley ở trong những cái chuồng. Ê, sao lại có trên này, ê. Bậy. Đấy là có chỗ kia ở đây có Alley á hả? Đoán thế. Không biết có. Chua, sắt, mây tây, mèo, chết. Đây, còn một cái lồng này. Có Iron Golem thì Alley đâu? Alley ăn gì ta? Ui, mới làm Alley luôn này. Thả ra. Ui, tự nhiên em nhầm cho nó quả táo vàng này. Cho mình cục đất này. Cầm cục đất đi. Ở đây cho cục đất này. Cầm lấy.
Con Harley này có một vài cái trò rất là vui với nó. Thứ nhất là nhìn nó rất là đáng yêu này. Và thứ hai là các bạn có thể cho nó cầm vật phẩm. Và khi mà nó cầm, ví dụ nó cầm cục đất á, rồi các bạn chọi đất ra thì nó sẽ nhặt những cục đất đấy và đưa lại cho các bạn. Còn ví dụ các bạn đưa nó kim cương á, thì xong nó sẽ đi nhặt kim cương và đưa cho các bạn. Tất nhiên là phải ở mặt đất có cái gì thì mới nhặt cái đấy á. Nhìn vui phết, nhìn cũng đáng yêu nhỉ. Đáng yêu đấy. Làm thịt chắc ngon hơn thịt ếch nhiều. Nó nhặt lại trả cho. Nó trả cho Kuro nè. Đó. Nhặt đất này, nhặt đất này, nhặt đất này, nhặt đất này. nó chạy vào chỗ đó. Tôi có một người bạn là tôi đây. Táo vàng này. Người bạn mới đây. Ừ, ông thử vứt táo vàng ra xem nào. Xem nó cướp của ông cho tôi không. Ờ. Có. Xin. Và bọn này thì đỡ hơn bọn ếch. Bọn mình chỉ cần cho nó cầm vật phẩm thôi là tự bay cùng bọn mình về nhà luôn. Và xong mình lấy chất liệu cho hai con ếch ăn. Hy vọng nó sẽ để ra được một con cóc mới. Nhưng mà không. Không để. Ảo thật đấy. Ui, đám cóc làm gì này. Ui, có đẻ không? Không thấy. Không đẻ hả? Hai con cóc được rồi. Ông cũng biết được có cái rồi hả? Nó không đẻ đấy. Mà mình phải công nhận một điều là bọn Alay này tuy là đáng yêu dễ thương đấy, nhưng mà nó phiền lắm các bạn ơi. Đấy, dành một phát đã bay tuyết lên trên trời rồi, mình sợ nó sổng đi á. Và thế là mình buộc nó lại. Buộc thì có khác gì cái đống bóng bay không? Trông nó có khác gì bóng bay xanh không? Trời ơi. Mà cái đám cóc này thì cũng chẳng nghịch ngợm gì đâu, nhưng mà mình cứ nhốt nó lại đấy, tại bọn Alay ấy, cho nên là hai con cóc bị chết oan luôn. Và xong bọn mình đã xuống tọa độ âm 52, bắt đầu đi đào thẳng. Đào được một khoảng thời gian cũng không lâu lắm thì bọn mình bắt đầu nghe thấy tiếng động rất là rùng rợn. Ôi, nó nghe tiếng không ơi? Đê, có tiếng rồi, tới sao ấy? Đê, đúng rồi. Ui, từ từ, cầm sẵn táo vàng nha. Ủa, sao tao thua vậy? Đê, cái block này sẽ triệu hồi ra con Garden ấy. Ông ăn táo nó nghe đấy. Tôi không mang ống nhỏ mà ông ấy không? Ông mang ống nhỏ không? Xíp xuống. Xếp xuống nha, đừng đứng lên nha. Chua. Có dương không ơi? Ơi, có ông nhỏ không? Ra bên kia kìa. Đâu? Nghe tiếng đi bên kia kìa. Có kim cương luôn này. Ở đây tôi thấy một con này. Đúng không? Ủa này là bự. Ủa nó mà. Luôn á. Nó hả? Ừ. Ui, trong dương này có táo vàng nghìn chan này. Chà, và thế là bọn mình đã tìm ra được một cái Iron City ở đây. Và trong này còn có một vài con Warden rất là nguy hiểm nữa. Và cuối cùng thì bọn mình cũng chạm trán với con boss đáng sợ này rồi. Để tôi xuống dụ phát. Nó bắn tôi hay sao? Bắn không đâu. Ây da. Ui, ở đây có cái quặng luôn này. Ui, kim cương này. Ây da. Ui da, đào bừa ra kim cương này ảo thật đấy. À đây, ở đây, ở đây. Không bắn ở đây, đi đeo tôi á. Nó thọt vào cái hố rồi, qua đây. Bắn đau lắm. Ui, gần chết rồi, hai tim. Ui ôi. Ui dồi ôi. Ảo thật đấy, giáp net drive bảo vệ 4 đây sao? Ôi giời, bắn xa thế, hack game rồi. Nhưng mà nó đang kẹt ở đấy hay sao á, cơ hội cho mình á. Đó, nhìn thấy đó, bắn đi ông. Ê, bắn đi. Bắn đi. Mày ông ơi. Và phải nói là con boss này cực kỳ trâu luôn. Tuy là nó mắc kẹt đấy, bọn mình bắn nó trong một thời gian rất là dài, bắn về tầm hàng trăm mũi tên á thì nó mới chịu chết các bạn ơi. Nó trâu thì cũng thôi rồi luôn, công sức mạnh 5 mà nó coi như rác vậy đó. Ui chết rồi sao ấy? Chết. Không biết, không thấy đâu nữa. Chết rồi. Chết thì là tù xuống này. Ở đây giết nó rớt cái gì này? Ui, nhìn ghê quá vậy. Giết rớt cái cục này từ từ nha, ông cầm ngọc này thì thấy nó cầm trăng ra mà chạy. Tuy là bọn mình đã tiêu diệt con Warden đầu tiên, nhưng mà để khám phá được cái vùng đất ở trong này thì rất là khó. Tại vì ở trong cái tòa thành này còn rất nhiều những con Warden khác. Thực sự rất là khó luôn á. Bật cái đường này, ông lấy gì chưa? Lấy là kịp lấy đâu, nó summon cho con nào ấy. Ui, trời ơi, chạy. Nhanh lên. Chưa biết mình đâu không ơi. Ship. Đừng di chuyển không. Đi thấy hết rồi nè. Nhìn thấy tôi chưa? Không ai ở đây cả, đi. Không ai ở đây hết. Ôi, nó nghe tiếng ông nhìn nó rồi. Ớt, ông kìa. Còn nghe tiếng ống nhỏ mà. Tôi bắn không? Nó về. Cái con này nó bị mù các bạn, nhưng mà nó nghe rất là thính. Không hiểu sao mình không phát động tiếng động gì luôn, nó vẫn nghe được hay sao á. Nó loay quanh ở đây một hồi rất là lâu, không có ý định bỏ đi hay là trồi xuống gì luôn. Và mình cứ mặc kệ nó thôi, mình không đánh nó thì mình cứ ngồi đây mình co ro ở đây này. Sau một hồi thì không hiểu sao nó vấp chân và té xuống dưới luôn. Ôi, nó rớt xuống dưới luôn rồi. Nó rớt rồi, bắn nó đi. Ghét quá. Nếu mà nó ấy thì tôi chăng lòng tôi chạy. Tao hơi bị bực mày này. Bực cái đó.
xáo nha, coi chừng nó phun đâu mà vết. Bực bội à? Người ai làm gì mà ngửi? Thế và thế là bằng chiến thuật chơi dơ bọn mình đã tiêu diệt được con quà lần thứ hai mà không hiểu sao cô được cái thành tựu gì luôn á. Ui gì thành tựu vậy? Chết rồi. Chết rồi. Nhưng mà những cái lồng triệu hồi qua đền trong này là vô hạn. Trước đấy mình đã phải cố gắng làm một cái bẫy đó. Cái bẫy này là mình thử nghiệm thôi, mình đặt một cái cửa sập cho nó hoạt động liên tục á. Nó sẽ tạo ra tiếng động liên tục, mình hy vọng cái này sẽ có thể thu hút được con qua đền lại đây để bọn mình có thể mà tha hồ một lúc đồ. Ok. Kiểu con này nó nghe tiếng động đúng không? Thì nó sẽ bị thu hút bởi cái này này, hy vọng là thế. Ghê. Đây này, cái cục này sẽ spawn spawn ra con đấy này. Ui, nó nghe đâu ơi. Đây nó đang nghe kìa. Không biết nó bị dụ không ta? Không biết bị dụ hay không nữa. Nó ngửi mùi ông ơi, chứ mà hình như nó ngửi mùi sao á. Ê, nó bị nghe tiếng rồi. Rớt. Đi. Không rớt kìa. Nó không biết rồi, mình đập block thử này. Ừ, nó không nghe ông ơi, nó bị cái kia thu hút rồi. Đi. Và dụ được con qua đường thành công, bọn mình bắt đầu tiến lại gần cái cục triệu hồi thì mới bắt đầu đập nó đi. Cái cục này mình không ngờ là có thể đập được luôn á. Và xong đấy bắt đầu mở những cái dương, bắt đầu chôm chĩa đồ ở đây. Xong ở khu trung tâm mình còn xây một cái bẫy rất là to nữa để mình bẫy thêm những con qua đường khác, nhưng mà nó lạ lắm các bạn ơi, không có cách nào để mà giết cái đống này cả, tại vì nó quá trâu ấy, nó kháng cả lava nữa thì không biết làm ăn được cái gì đây. Trời ơi, bắn cung tên thì bao giờ nó mới chết, mà chết nó triệu hồi con khác thì cũng vậy à, phiền thực sự. Ủa, nó bỏ mắng tôi ông ơi. Chiếc con này bất tử, để cho mày vô lava mà chơi đó. Và số lượng warden nó quá là đông luôn á, bọn mình không thể nào chôm chỉ được cái gì luôn. Cứ dụ được con này nó lại mọc ra con khác. Và mỗi lần dụ là một lần nguy hiểm đến tính mạng chứ đâu phải vừa đâu. Nó quá là nguy hiểm luôn á, nó tát hai phát là chết rồi. Đây tôi đang đặt block này, cho đi theo tôi này. Đây theo tôi, đang ra đây. Đấy đợi ra đây xong ông vào ông đập cái kia đi nhá. Đây rồi. Đập cái kia đúng không? Ui nó đuổi tôi ông ơi. Ở nó rớt xuống dưới. Ui, đâu. Thêm một con nữa tôi nè. Nhiều vậy. À đây, để tôi đặt thêm cái này ra đây. Hình như cái này để thu hút sóng hay sao á. Thử cái này ở đây. Đấy, ở đây nó sẽ nghe tiếng kêu liên tục này. Đấy, hình như là cái cục này không biết thu hút được bọn nó qua đường không ta. Đây ông ơi, đi ông ơi. Đi. Nó được ông rồi. Đây rồi. Hay quá. Ui da, cái gì đấy? Nó phun tới phát tí gần chết. Đây này, các bạn có thể đếm. Trời ơi, cái số lượng gì đây? Nó quá đông như thế này thì làm sao mà chôm chỉ được cái gì đây? Đã đông rồi còn khỏe, đã khỏe thì còn sống theo bầy đàn. Trời ơi, đây cái thành phố này là của tụi bay đấy. Chịu đấy, nhường hết. Chịu đấy, thậm chí bẫy được nó xong còn không biết cách nào để mà diệt nó luôn á. Khổ quá trời khổ. Chưa được. Đây cũng có ông ơi. Trời ơi, nhiều quá đây. Sao con ở trên nó ngoan nên mấy con này hư ấy nhở? Ui, thấy rồi, xong rồi. Ê, nó xuống, nó nghe tiếng, nó đuổi tôi ông ơi. Ở đây rồi. Vãi đông quá. Ủa sao nhiều quá vậy? Nhiều quá, một con thì còn chơi được. Ui, ôi nó sai. Nó gần đây sao? Nó đặt dưới chưa? Rồi. Kim cương nhóc này. Nó nữa này ông ơi. Trời ơi. Ôi đông quá. Liều ăn nhiều đi. Tập này không dụ nữa. Okay. Ship vô đây gặp cái gì mình nhận lụm đấy. Đừng đập lớp nha. Tôi đang đi ship nè. Ông đang đâu vậy? Tôi đang vào sâu bên trong này. Còn nhìn có một con nó đang vừa sinh ra ông ơi. Chỗ tôi cũng có một con vừa sinh ra này đang tìm tôi này. Mình nó thấy tôi hay sao á? Đây cái lồng này ông đập chưa? Nó đang ngửi kìa. Nó ngửi đây. Bởi. Ôi trời, nó qua đây rồi ông ơi. Nó qua tôi nè. Hình như hai con cạnh tôi sao á? Ừ, hai con đấy, bên này một con nữa này. Tôi kẹt đây rồi, tôi không đi đâu nữa. Tôi chỉ biết đứng yên chỗ thôi không. Để tôi thử làm cái bẫy nhá, tôi dụ nó qua đây. Thì con trên kia nó vẫn đang ngồi nghe cái chăm chú đấy mà ta. Sao con này nó khác ấy? Và mình cũng không hiểu sao con warden ở trên nó rất là ngoan ngoãn. Còn những con warden khác thì nó lạ lắm các bạn ơi. Mặc dù là mình đang đứng cạnh một cái bẫy nhưng mà con warden này nó vẫn không chịu nghe lời. Trong một phút bất cẩn và không cảnh giác thì mình đã dính chưởng nó rồi. Mình quay mặt đi và quay mặt lại thì thấy nó ở sau lưng luôn rồi. Chịu đấy, đồ hàng. Gừ. Ui ông ơi. No, cô ơi. Rồi. Tôi chết luôn rồi, cô ơi. Tôi chết rồi, cô ơi. Gì đấy? Tôi chết rồi. Gì đấy, không chết rồi. Nó không bị bẫy, nó táng lên một phát luôn rồi. Và thế là mình đành ngồi nhìn với con Alay thôi. Chấm hết rồi. Tôi còn muốn sống chứ thời gian này nữa. Ghê. Con nào giết không? Con qua đình á, trả thù lần tôi đi, giết hộ đi. Mày giống quýnh bạn tao à? Mày quýnh bạn tao, mày quýnh bạn tao, mày quýnh bạn tao, mày quýnh bạn tao à? Mày...
mày quấn bọn tao à? Mày quấn không? Quấn không? Tao tao quản trừ cấp đấy. Quấn không? Quấn không? Ơi mày không mày? Và sau một hồi thằng kia nó gáy rất là to thì nó cũng thành dạng linh hồn luôn. À, thật đấy.